Alo, xin chào tất cả sinh viên khóa 15 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Các bạn đã biết tin gì chưa nào? Một thông tin sốt sình sịch đây nè. Sáng ngày 8 tháng 9 năm 2015, tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 2015-2020. Mỗi con đường là bầu trời xanh mênh mông, chỉ là trên tôi mỗi cơn buồn lặng lẽ xóa tan âu lo. Ngàn hàng giọt nước mắt thăng trầm, niềm tin mãi luôn đồng đều. Bài ca hát trọn đêm nay dành tặng bạn tôi, luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau. Bên tôi mãi không rời, mặc nắng gắt hay mưa ngâu. Dù thời gian có xóa phai nhòa, lạc trôi những ký ức, bạn tôi vẫn thế không hề đổi thay trái tim. Chuyện cũng sẽ vượt qua, dẫu hai phương trời dù nghìn trùng dù xa xôi, chúng đôi quả là những người xin hãy biết nhau trong một thời gian ngắn, nhưng một sự yêu mình đã phải thao thức biết bao đêm. Tình yêu không sao có thể có mặt người hôm nay vì biết những dòng này như kiểu tụi nó sẽ đánh vậy. Hàng ngày gặp nhau trên câu lạc bộ, trò chuyện cùng nhau, dần dần có tình cảm nhiều hơn và rồi những quyết định theo đuổi. Một hành trình dài bắt đầu với rất nhiều khó khăn, nhưng trời không phụ lòng người. Luôn dõi theo từng bước cần lặng từ phía sau, bên tôi mãi không rời, mặc nắng gắt hay mưa ngâu. Dù thời gian có xóa phai nhòa, lạc trôi những Minh Huyền, phóng viên của Hội Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Và hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2015. Chúng mình đang ngồi trên xe để đi chuyến tập huấn từ Hà Nội lên thẳng Mộc Châu. Sau mỗi chương trình sẽ có một chuyến tập huấn như thế này dành cho tất cả các thành viên Hội Sinh viên để chúng ta có thể học hỏi và quan trọng là giao lưu cùng kết hợp.